Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Hôm nay, thời tiết tại Quảng Ngãi tiếp tục một ngày oi nóng với nhiệt độ cao. Mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 34 độ C. Ở khu vực miền núi có mưa rào và dông vài nơi. Còn ngày mai, 23 tháng 4, nhiệt độ có thể tăng thêm 1 độ so với hôm nay, lên ngưỡng là 35 độ C. Lưu ý trưa chiều trời nắng gắt, nhưng về chiều tối sẽ có mây đối lưu và mưa dông sẽ xuất hiện rải rác. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, ngày nắng to. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, ngày nắng, chiều có thể có mưa rào. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối có thể có mưa rào và dông. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Khối không khí lạnh yếu đi nên đêm nay cũng như là vài ba ngày tới, vùng áp thấp phía Tây sẽ phát triển và mở rộng về phía Đông, trở thành hình thế chính chi phối thời tiết các vùng biển nước ta. Tại khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, trường gió Đông Bắc thay đổi hẳn thành Đông đến Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4. Với mức gió như vậy thì độ cao sóng biển sẽ thấp dưới 2 mét và không xuất hiện tình trạng biển động, thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, vẫn nằm trong chi phối của khối không khí lạnh suy yếu, nên khu vực này gió vẫn hướng Đông Bắc đến Đông nhưng cường độ không mạnh, chỉ ở mức cấp 3, cấp 4. Mưa dông thời kỳ này cũng ít xảy ra nên tầm nhìn xa thường xuyên ở mức trên 10 km, biển lặng. Dự báo tình trạng thời tiết tốt trên các khu vực biển trên còn có thể duy trì ít nhất trong 3 đến 4 ngày tới. Thông tin dự báo thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 24 tháng 4, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng. Phía Bắc khu vực đêm và sáng sớm trời se lạnh, có mưa dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng. Phía Bắc khu vực vào chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội sáng có nhiều mây, đêm se lạnh với mức nhiệt duy trì từ 22 đến 27 độ. Thừa Thiên Huế nhiều mây, trời nắng trở lại, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.